Quý vị đang thấy trên màn hình là hiện trường vụ cháy tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, vì mâu thuẫn gia đình, người mẹ đã châm lửa đốt cây xăng của con trai mình. Theo nội dung video, vào khoảng chiều tối, một phụ nữ đến cây xăng trên rồi đi vào gần cột bơm xăng. Ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thế vậy, người phụ nữ liền chạy ra ngoài rồi bình tĩnh đứng quan sát vụ cháy. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ việc này xảy ra ngày 2 tháng 9. Theo đó, do mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ này đã châm lửa đốt cây xăng của con trai. Tuy nhiên, cửa hàng xăng dầu này đã dừng hoạt động một năm. Khi xảy ra hỏa hoạn, gia đình đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản.